Nhóm Thông Công thân chào các bạn đến với chương trình Tĩnh Tâm suy ngẫm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Ngày thứ 25, một lần đủ cả. Hebrew đoạn 10 từ câu 1 tới câu 18. Vì luật pháp chỉ là bóng của những điều tốt đẹp đến sau, chứ không phải là hình thật của sự vật. Cho nên những người đến gần Đức Chúa Trời không bao giờ toàn hảo nhờ các sinh tế được dâng liên tục năm này qua năm khác. Nếu được thì họ đã ngưng dâng sinh tế rồi, vì những người thờ phượng đã được thanh tẩy một lần đủ cả. Như thế, họ đâu còn cảm biết tội lỗi nữa. Nhưng các sinh tế đó chẳng qua là để nhắc nhở hàng năm về tội lỗi, vì máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Do đó, khi Đấng Christ vào thế gian, Ngài phán: Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi. Chúa chẳng vui lòng về tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói: Lạy Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trên kia Ngài phán: Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Đó là những lễ vật theo luật pháp. Rồi sau lại nói: Này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Vậy, Chúa đã bỏ điều trước để lập điều sau. Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ chân cho Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi. Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy. Vì sau khi nói, Chúa phán: Này là giao ước ta sẽ lập với họ, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong lòng họ và ghi tạc vào trí họ, Ngài lại phán: Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa. Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa. Thế giới trong những năm gần đây đang cố gắng xua tan đi tác động của cơn đại dịch COVID-19. Cơn đại dịch đó đã tước đi mạng sống của biết bao người trong vòng 4 năm gần đây. Khi chúng ta bước ra khỏi đường hầm đen tối đó, chúng ta thấy rằng, ngay cả khi nan đề cũ dần tan biến đi, thì những nan đề mới lại bắt đầu xuất hiện. Thời kỳ bình thường mới vẫn còn diễn ra theo cách xưa cũ. Chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới sa ngã. Mọi thách thức trong cuộc đời đều vẫn còn đó và đang đối đầu với chúng ta. Vẫn còn đó những tổn hại kinh tế, chi phí cuộc sống ngày càng tăng, số người thất nghiệp cứ tăng dần, thiếu hụt năng lượng, chiến tranh, phân biệt chủng tộc, thiếu hụt thực phẩm và căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới. Thời kỳ bình thường mới mang đến nhiều chiêu kích và nhiều thách thức mới cho cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, xét cho cùng thì cái gì chưa từng có trước đó? Hết thảy mọi thứ đều bắt nguồn từ một gốc rễ chung. Đó là sự sa ngã của con người chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải lưu tâm đến sự thật rằng Đấng Christ bước vào trong thế giới chúng ta, thế giới sa ngã này, để hoàn thành chính xác điều quan trọng duy nhất mà chúng ta cần. Chính xác là sự cứu chuộc chúng ta và làm nên mới thế giới sa ngã này. Đây chính là điều mà tác giả thư Hebrew đang trình bày trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Ông đưa ra một lập luận cực kỳ chính xác để nhấn mạnh tính tối hậu, tính đầy trọn, sự hiệu nghiệm và tính chủ đích trong sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Đó là hành động cứu chuộc mang đến sự chữa lành những đổ vỡ mà chúng ta đang nhìn thấy trong thế giới xung quanh chúng ta ngày nay. Lối giải nghĩa của tác giả thư Hebrew về câu trích dẫn từ Thi Thiên 40, câu 6 đến câu 8 là hết sức tinh tế. Lời của tác giả Thi Thiên được đọc lên như thể là lời lẽ của Đấng Cứu Thế khi Ngài bước vào trong thế giới của chúng ta. Chúa không muốn, cũng không vui về những sinh tế, lễ vật, tế lễ toàn thiêu và tế lễ chuộc tội. Này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa.
Những câu này được hiểu là kết ước tình nguyện của Đấng Christ. Ngài vui lòng đứng vào vị trí nơi con sinh tế và của lễ cựu ước được dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Về sau, những của lễ như vậy được hiểu rằng đó là lời báo trước về con sinh tế tối hậu, chính là Đấng Christ. Ngài thực thi một hành động cứu chuộc tối hậu, đầy trọn, hiệu nghiệm và có chủ đích nhằm giải quyết nguyên nhân gốc rễ của mọi nỗi đau khổ của con người chúng ta, sự sa ngã của chúng ta. Thế giới này có thể nhắc chúng ta nhớ về sự đổ vỡ của chúng ta, nhưng mùa tĩnh tâm thương khó phục sinh này nhắc chúng ta nhớ rằng Đấng Christ đã mang sự cứu chuộc vào trong thế giới này để phục hồi chúng ta. Những môn đệ của Đấng Christ cần mặc lấy lòng can đảm rằng khi chúng ta tiếp tục đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và sống bày tỏ lẽ thật của phúc âm trong đời sống mình, thì chúng ta sẽ là muối và ánh sáng. Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta tạo nên sự khác biệt trong thế giới này, dù cho nan đề có kinh khiếp như thế nào. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất yêu dấu của con. Con đến với Ngài trong giờ này. Xin tiếp nhận con, dù con yếu đuối, đổ vỡ và đầy lo lắng. Xin dạy con biết sống khiêm nhu trước mặt Ngài, vâng theo mệnh lệnh của Ngài khi con thực thi ý muốn của Ngài trong thế giới này. Cùng với các anh chị em cùng niềm tin nơi Đấng Christ, xin cho chúng con trở nên muối và ánh sáng theo ý định của Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen. Kết ước với Chúa. Có một điều nào bạn có thể làm để mang phước lành đến cho một người nào đó? Hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn bạn làm điều đó và mở đường cho bạn thực hiện. Gợi ý chia sẻ với nhau và cầu thay. Hebrews chương 10, câu 10, câu 14 và câu 18 cho chúng ta biết điều gì về công tác một lần đủ cả của Đấng Christ dành cho chúng ta. Điều này cho chúng ta niềm trông cậy nào nơi Ngài khi chúng ta vẫn đang tiếp tục sống trên đất này. Nhóm Thông Công thân chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.